Theo thống kê, 90% khởi nghiệp thất bại vì họ làm ra sản phẩm nhưng không biết khách hàng là ai, không biết giải quyết vấn đề gì cho khách hàng và làm cách nào để có chiến lược và mang đến những giá trị cho khách hàng tốt hơn các đối thủ hiện tại. Trong đó, lý do thất bại do người tiêu dùng không quan tâm tới sản phẩm, dịch vụ chiếm 42%. Ngoài ra, 29% doanh nghiệp thất bại do thiếu hụt nguồn vốn, 23% là do nhân sự, 19% thất bại là do không cạnh tranh được với các công ty đối thủ và 18% doanh nghiệp không thành công do giá cả không phù hợp. Do vậy, trong ngày khai mạc khóa tập huấn về khởi sự kinh doanh do trung tâm BSA kết hợp với dự án SME của tỉnh Trà Vinh tổ chức, chuyên gia Nguyễn Đông Triều, giảng viên khoa Marketing, trường Đại học Tài chính Marketing đã chia sẻ, câu hỏi đầu tiên của khởi nghiệp cần phải giải quyết là khách hàng là ai? Cơ bản nhất dẫn đến câu trả lời sai lầm là khách hàng là tất cả mọi người. Như vậy, doanh nghiệp phải tư duy, thiết kế sản phẩm với từng đối tượng cụ thể, khoanh vùng khách hàng mục tiêu, phân khúc khách hàng cụ thể. Thông thường các doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ tập trung vào chuyện phát triển sản phẩm và doanh nghiệp mà các bạn rất là say mê với sản phẩm của mình. Tuy nhiên thì để mà đưa cái sản phẩm mình đến khách hàng thì các bạn phải có một cái góc nhìn của khách hàng và thiết kế những cái sản phẩm nó đáp ứng được gần đến thị trường, gần đến khách hàng nhiều hơn. Vì thế cái một trong những cái kiến thức mà hiện nay tất cả những cái bạn cần bổ sung đó là kiến thức về marketing, về thị trường. Cái điểm yếu thứ hai của các bạn doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay đó là các bạn thiếu những cái nền tảng ban đầu cho việc xây dựng một cái thương hiệu cho một cái khởi nghiệp. Chuyên gia cũng đưa ra gợi ý để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Theo đó, doanh nghiệp khởi nghiệp cần giải quyết được những vấn đề như khách hàng là ai, cần gì, họ có những khó khăn như thế nào khi sử dụng sản phẩm, những nhu cầu hiện nay trên thị trường là gì, khách hàng tiềm năng ra sao, cách thức xây dựng thương hiệu. Những cái khó khăn mà khi lập cái kế hoạch kinh doanh là mình cũng gặp phải, là không biết bắt đầu từ đâu và sẽ lập những kế hoạch kinh doanh như thế nào. Thì qua buổi tập huấn hôm nay thì thầy Triều cũng đã khai mở cho nhiều cái kiến thức về việc lập cái kế hoạch kinh doanh trong tương lai hoặc là điều chỉnh lại cái kế hoạch kinh doanh mà của đơn vị chúng tôi đã lập ra mà chưa có phù hợp với quy luật thị trường. Thì qua buổi tập huấn này thì chúng tôi sẽ điều chỉnh lại để phù hợp hơn và đưa sản phẩm được đi được xa hơn và có cái chiến lược kinh doanh tốt hơn. Các bạn cần phải trả lời câu hỏi cốt lõi đầu tiên, đó là cái khách hàng của mình là ai, cái phân khúc khách hàng mục tiêu của mình nhắm đến là gì, thì từ đó họ mới có những chiến lược, họ phát triển một cái sản phẩm nó phù hợp với khách hàng, họ xây dựng một cái thương hiệu nó định hướng khách hàng, rồi cuối cùng là họ có chiến lược, họ định giá để cho cái sản phẩm đó nó có một mức giá nó phù hợp với cái khách hàng mục tiêu. Thì đó là cái điều cốt lõi mà họ cần phải học trong những cái khóa học về khởi nghiệp, tức là định giá dựa trên cái sự cảm nhận của khách hàng về sản phẩm. Ngoài hướng dẫn các doanh nghiệp viết đề án, lập kế hoạch kinh doanh và định giá sản phẩm, khóa tập huấn này, các chuyên gia còn chia sẻ về việc đổi mới sáng tạo mô hình kinh doanh để vượt qua thời kỳ khó khăn do Covid-19, trong đó tập trung đến các vấn đề như cải tiến ý tưởng và tính khả thi cho dự án, gia tăng hiệu quả kinh doanh nhờ đổi mới sáng tạo, phát triển ý tưởng kinh doanh, sản phẩm, thương hiệu, cách thức tiếp thị và bán hàng, nghiên cứu và phát triển ý tưởng kinh doanh. Đây là khóa tập huấn dành cho 35 doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã của tỉnh Trà Vinh, thuộc nhiệm vụ 3 đề án 844 của Thủ tướng Chính phủ, kéo dài từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 năm 2020.